để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao và mặt trời. Lần sẵn lần hải. Trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị đại biểu, lực lượng trọng tài, các huấn luyện viên, các kỳ động viên cùng toàn thể khán giả đang có mặt tại sân vận động Cần Thơ thân mến. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 03 ngày 31 tháng 7 năm 2020. Thì việc tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc năm 2019 tranh cúp Hoàng Hà Vi, trong kỷ niệm 14 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 1945, 19 tháng 8 2019 và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945 2 tháng 9 2019. Trong góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí của nhân dân trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, tạo điều kiện cho các vận động viên được cọ sát và thực sự là từng bước hòa nhập với trình độ phát triển chung của các nước trong khu vực ở môn đua xe mô tô tốc độ. Hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2019 tổng cộng 2 thí 24 4 thí 32, họ có hạn chế số lượng. Trang lúc mà có vì đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Bài sơ tờ chớ khở sư chố thiên xoay chớ. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Việt Trường, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Cần Thơ. Xin nhiệt liệt chào đón ông Trần Việt Phường, thành ủy viên, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức. Trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Luận, phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ, phó trưởng ban tổ chức. Khách hàng được đón tiếp ông Tống Hoàng Kha, phó giám đốc sở giao thông vận tải thành phố Cần Thơ. Cảm ơn ạ. Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hoàng Thảo Vi. Hello, Trần Thủ Tô. Và đặc biệt chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các đồng chí là thành viên trong ban tổ chức, lực lượng trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại thành phố Cần Thơ tham dự giải hôm nay. Tất cả chúng ta cùng nhiệt liệt hoan nghênh chung. Thì là quan trọng trả chuối. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, đi vào chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời ông Phạm Văn Luận, phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ, phó trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời. 这都是台湾品牌。对啊，66英。
không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày các bạn tháng 8 lập công và quốc khánh nước cộng hòa xã hội. Đây là người bạn của tôi. Hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2019, trên trung tâm vận động thành phố Cần Thơ diễn ra sự kiện tổ chức giải vô địch đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp hoàng thái y năm 2019. Trước hết thay mặt ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi đến quý đại biểu, vận động viên và toàn thể khán giả những lời chúc sức khỏe. Ok ok. Kính thưa quý vị đại biểu, tại giải năm nay ngoài biểu diễn và diễu hành vũ động của các loại xe trên đường phố, trong sân vận động Cần Thơ, ban tổ chức còn mời thì xin được yêu thức. 还有一些车子还没进来。我先结束啊，等下要来准备啊。Yes.